Hơn một ngày qua, thông tin Ngân 98 bị lộ clip nóng đang gây xôn xao khắp cộng đồng mạng. Trước đó, cô nàng chia sẻ từng bị trộm điện thoại trong đó có chứa nhiều ảnh nude và clip riêng tư. Nhưng vì bị tống tiền tới 300 triệu nên Ngân 98 cho biết không đủ khả năng để trả. Sau một ngày im lặng đối đầu với thị phi, hot girl gốc Bình Định mới đây đã lên tiếng thừa nhận nhân vật trong clip là mình. Theo đó, cô và bạn trai, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã quay video để trần tình sự việc. Cùng với đó là status của nam nhạc sĩ họ Lương trước scandal của bạn gái. Mình thấy nó không nghiêm trọng lắm vì tài sản lớn nhất của mình là cô ấy, vẫn là của riêng mình ngày nào thì trọn vẹn ngày đó. Video xin gửi những người yêu thương và có niềm tin ở hai đứa, Lương Bằng Quang khẳng định. Trong cuộc trò chuyện, cặp đôi cho biết tình cảm của họ vẫn không thay đổi, thậm chí gắn bó hơn. Về phía Lương Bằng Quang, khi clip nóng của bạn gái bị rò rỉ trên mạng xã hội, nam nhạc sĩ tỏ ra thông cảm. Về hot girl gốc Bình Định, cô cho biết đoạn clip được quay cách đây một năm. Nói về lý do ghi lại những cảnh nhạy cảm, Ngân 98 nhấn mạnh đó là sở thích cá nhân. Có thể nhiều người xem đây là biến thái, nhưng về phía mình, Ngân 98 xem đó là bình thường. Nhưng chỉ đến khi nghĩ về gia đình thì cô mới trằn trọc. Về sự việc này, luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những người dùng những clip nóng của người khác để tung lên mạng, đe dọa tống tiền là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm. Ở trường hợp của Ngân 98, theo như các thông tin người đẹp đăng lên mạng xã hội thì kẻ tống tiền đã đòi 300 triệu đồng là đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Chế tài xử phạt cho tội danh này được quy định rõ ràng trong luật với mức phạt từ 1 đến 5 năm tù giam. Bên cạnh đó, luật sư cũng khuyên những nạn nhân không may rơi vào tình cảnh này cần khéo léo ứng phó với kẻ gian. Thay vì tạo tâm lý thách thức, đe dọa ngược lại đối tượng này, bạn cần bình tĩnh để đưa ra nước đi cẩn thận. Việc khiến đối tượng tức giận sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình phát tán các hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng, khiến mọi chuyện vượt xa tầm kiểm soát. Khi có được những thông tin đầy đủ, bạn hãy trình báo lên cơ quan công an nhằm ngăn chặn được sớm nhất những chuyện đáng tiếc xảy ra.